Bàn xoay quay video 360 độ là một công cụ không thể thiếu trong ngành công nghiệp quay phim và nhiếp ảnh hiện đại. Sản phẩm này cho phép người dùng quay video từ mọi góc độ mà không cần di chuyển camera, mang lại sự tiện lợi và tăng cường khả năng sáng tạo cho các nhà làm phim. Về giá cả, bàn xoay quay video 360 độ có thể có mức giá khác nhau tùy thuộc vào chất liệu, kích thước và tính năng đi kèm. Một số mẫu cơ bản có giá từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng, trong khi các mẫu chuyên nghiệp với khả năng chịu tải lớn và tích hợp công nghệ cao có thể có giá lên đến hàng chục triệu đồng. Tuy nhiên, khi xem xét việc đầu tư vào một bàn xoay quay video 360 độ, điều quan trọng là phải cân nhắc đến giá trị mà nó mang lại so với chi phí. Nếu bạn là một nhà sản xuất video chuyên nghiệp, việc sở hữu một bàn xoay chất lượng cao có thể giúp bạn tiết kiệm thời gian và nâng cao chất lượng sản phẩm cuối cùng. Đối với những người mới bắt đầu, một mẫu bàn xoay giá rẻ có thể là lựa chọn phù hợp để thử nghiệm và phát triển kỹ năng. Nhìn chung, bàn xoay quay video 360 độ không hẳn là một sản phẩm đắt đỏ nếu xét đến những lợi ích mà nó mang lại, đặc biệt là trong lĩnh vực chuyên môn như quay phim và nhiếp ảnh. Việc lựa chọn một sản phẩm phù hợp với nhu cầu và ngân sách của bạn sẽ quyết định đến mức độ đắt của nó.